Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0947598859. Với tầm tài chính khoảng hơn 500 triệu một chút mà quý anh chị ta chưa biết lựa chọn chiếc xe nào, thì ngày hôm nay em Việt sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu Mazda của Nhật Bản. Một mẫu xe mà kiểu dáng thiết kế đẹp, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng, đặc biệt là động cơ của dòng xe này thì nó cũng đã chứng minh được khả năng vận hành vừa tiết kiệm, vừa bền bỉ và lành tính tại thị trường Việt Nam rồi. Vậy thì trước mặt quý anh chị ngày hôm nay thì em đang có ở đây đó chính là một mẫu Mazda CX-5 phiên bản động cơ máy xăng 2.0 số tự động được sản xuất là năm 2016 các chị nhá. Một mẫu xe với ngôn ngữ Kodo thể thao, thiết kế rất đẹp mắt và đặc biệt là động cơ 2.0 Skytip thì các bác có thể thấy là đi rất là lành và tiết kiệm đúng không ạ? Vậy thì chiếc xe này của em nó mới lăn bánh được hơn 8 vạn. Tất cả tình trạng xe là bao zin nguyên bản cho các anh chị nhá. Có nghĩa là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích và các anh chị hoàn toàn có thể là đem ra chính hãng check hoặc là nhờ thợ đến kiểm tra chiếc xe này trước khi mà chúng ta giao dịch. Vậy thì với tầm tài chính khoảng hơn 500 triệu để có thể là sở hữu cho mình được chiếc xe tuyệt đẹp này, một con số thực sự rất hấp dẫn đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng em dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe này, để xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình chiếc xe tuyệt đẹp này trong buổi sáng ngày hôm nay không các chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào các chi tiết ở phần đầu xe. Thì các bác phải thấy là với ngôn ngữ Kodo thể thao thì chiếc CX-5 ở thời điểm 2016 là một trong những dòng xe gầm cao 5 chỗ bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Và các bác có thể thấy là chất lượng của chiếc xe theo thời gian thì đây, em quay gần, chúng ta có thể quan sát đó chính là cái phần đèn pha này. Thì các bác có thể thấy là xe được trang bị với đèn bi, viền đèn LED định vị ban ngày. Nhưng cái chất lượng của chiếc xe thì các bác nhìn giúp em nhé. Đấy, theo thời gian này, cái chóa đèn của nó đây, không một vết xước. Đấy, và các anh chị nhìn giúp em là cái đường mép này, giữa phần thân xe và phần cản trước này, nó phải thẳng như kẻ chỉ nhá, không một tí vết. Và đây, xung quanh viền đèn pha các bác thấy này, cũng phải đều và thẳng tăm tắp. Phía dưới chúng ta sẽ có đèn LED định vị ban ngày nhé, và đèn gầm cũng là đèn LED luôn. Và mặt ca lăng thì chúng ta thấy là có một cái thanh nan chrome. Đấy, và tạo hình mặt cười đặc trưng của ngôn ngữ Kodo thể thao của dòng Mazda đúng không ạ? Một trong những cái mẫu xe mà các bác có thể thấy là được đánh giá rất là cao về mặt ngôn ngữ thiết kế. Và tiếp tục thì em Việt sẽ quay cho các bác chúng ta với hệ thống đèn pha bên phía lái này. Đấy, các bác có thể nhìn giúp em nhé, không tì vết luôn đúng không ạ? Đấy, thiết kế rất đẹp, nhưng quan trọng nhất là các bác nhìn giúp em này, những đường mép này, cái này nó sẽ chứng tỏ chiếc xe là không bị đâm đụng, không bị va chạm nhé. Hay các chi tiết nhựa vòng cua lốp các bác có thể thấy còn rất mới luôn. Đèn LED định vị ban ngày này, đó, phần cản trước thiết kế khá là thể thao đúng không ạ? Chiếc xe này nó sẽ được trang bị chúng ta với một bộ la răng phay hai tông màu thiết kế rất đẹp mắt lên tới 19 inch, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS các chị nhá. Đấy, con này thì chủ nhân cũ là thay cho bác cả dàn lốp mít rồi, gai cũng còn khá là dày. Nói chung là chiếc xe này thì các chị chúng ta về chúng ta chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là trên gương chiếu hậu còn tích hợp xi nhan. Đấy, xe được trang bị bậc cửa lên xuống nhá, viền cửa kính thì chúng ta thấy là có những cái thanh nẹp chrome. Đấy, giúp cho ngoại thất của chiếc xe nó thêm phần đẹp mắt. Và đây, các chị có thể ngắm nhìn tổng thể này. Đấy, những cái đường, các bác có thể nhìn những đường form nó không bị lệch lạc. Cái thứ hai nữa là những đường mép cánh cửa nó phải đều, nó thẳng tăm tắp. Đấy, em quay cho các chúng ta các chi tiết la răng này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, các bác nhìn cho em đường mép cánh cửa này. Đấy, nó phải thẳng tăm tắp từ trên xuống dưới nhá, không một khe hở này, không bị xô lệch. Đó, rất là đẹp luôn. Và tiếp tục thì em mời các chị chúng ta có thể đi về cái phần đuôi phía sau của chiếc CX-5 này. Quý chị chúng ta có thể thấy là phía sau của xe thì nó sẽ nổi bật với một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao, gạt mưa kính phía sau. Đấy, và các bác có thể thấy là cái thiết kế bo tròn rất mềm mại của chiếc xe này, thực sự là một kiểu dáng thiết kế đẹp. Hệ thống đèn hậu phía sau thì các anh chị có thể thấy là chúng ta thấy là kết hợp giữa những cái dải đèn LED, thiết kế giống như là một con mắt đang nhìn vậy đúng không ạ? Và ở chính giữa chúng ta có bóng đèn xi nhan là bóng đèn halogen nhá. Nhưng em cũng quay gần này để cho các anh chúng ta có thể thấy chất lượng chi tiết của xe này. Đó, đèn này các bác thấy không một tì vết luôn. Đấy, những đường mép này và kể cả những đường cản sau nhá, các bác nhìn về thẳng tăm tắp. Phía sau thì chiếc xe này nó cũng được trang bị với cảm biến cảnh báo va chạm, lip cản thể thao được chưa ạ? Đó, và các bác có thể ngắm tổng thể cái phần đuôi phía sau của chiếc CX-5 này giúp em này, quá đẹp luôn. Với tầm tiền hơn 500 thì thực sự đây là một cái lựa chọn rất là xứng đáng để các bác chúng ta có thể tham khảo nhá. Nhưng mà quan trọng là chúng ta mua được những chiếc xe nó còn đẹp, nó còn chất như này thì các anh chúng ta về chúng ta không phải tốn tiền đúng không ạ? Chúng ta về chúng ta chỉ việc đi thôi, các bác nhìn này. Đấy, căng đét luôn nhá. Và tiếp tục thì em mở cho các anh chị chúng ta cái khoang cốp thì các anh chị chúng ta thể thấy chiếc xe này nó sẽ mang đến chúng ta với một không gian cốp thực sự rất là rộng để các anh chị chúng ta thể tha hồ để đồ, vali, hành lý trong những chuyến đi của mình đúng không ạ? Và đây các bác thấy là chủ nhân cũ rất cẩn thận nhé, có cái lót nhựa bỏ ra này, mới tinh luôn. Đấy, phía dưới này chúng ta sẽ có lốp dự phòng này, đó, kích này, đồ đạc kích thay thế này. Nhưng quan trọng các bác phải thấy giúp em là cái tôn sắt xi của nó này,
vẫn còn rất là đẹp, nó không bị han mục theo thời gian nhé. Đấy, và độ zin thì các bác có thể nhìn cho em, kiểm tra cho em những cái vệt đinh tán ở đây, phần máng nước này nó còn nguyên bản, được chưa ạ? Đấy, ốc này, cúp này, quá ok luôn nhá, rất là chất lượng đúng không ạ? Đó. Đấy, và cái chi tiết các bác nhìn cho em này, nhựa bên trong này, đấy, người ta giữ rất là sạch đẹp, nó không để lại nhiều cái vết xước sát. Kể cả phần chân nhá, đấy, chân nỉ các bác nhìn này, rất là sạch đẹp luôn, cực kỳ ok. Nói chung là chiếc xe này thì các bác về chúng ta sẽ chỉ việc đi thôi. Vâng, chỉ việc đi thôi các chị nhá. Và đây, tổng thể ngoại thất của chiếc xe thì em sẽ quay một vòng để cho các bác có thể là quan sát này. Đó, rất đẹp luôn, sơn si bên ngoài về các chúng ta không phải làm gì. Nói chung là con này thì bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị, và bao chích test chính hãng nhá, để các chúng ta hoàn toàn yên tâm. Vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc xe 5. Và bây giờ để giúp các chị chúng ta có thể đánh giá tình trạng chiếc xe kỹ lưỡng hơn, thì em Việt mở cửa và mời các bác chúng ta đi vào nội thất bên trong xe được không ạ? Vâng, không chỉ có một cái vẻ bề ngoài đẹp mắt thì cái phần nội thất bên trong của chiếc xe 5 thì các bác cũng có thể thấy là rất trẻ trung. Và đặc biệt là dù là xe Nhật nhưng mà chiếc xe này nói về mặt công nghệ, về mặt tính năng thì không hề kém cạnh so với cả các thương hiệu đến từ các thương hiệu của Hàn các chị nhá. Thì đầu tiên thì các bác có thể thấy giúp em đó chính là cái nội thất ghế da cao cấp của chiếc xe 5 này. Đấy, chiếc xe này nó sẽ được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện các bác này. Đấy, ghế da Nappa cao cấp nhá, ở giữa đục lỗ thông hơi, ngồi vào cảm giác nó sẽ không bị bí. Mà chất lượng ghế da thì các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng mà thực sự là nó vẫn còn rất đẹp này. Đây, cả bên ghế phụ cũng vậy, các anh chị nhìn giúp em. Đó. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cả cửa sổ trời nhá, gương chiếu chống chói và có cả camera hành trình. Đấy, vô lăng 3 chấu và các bác có thể thấy là tích hợp những cái phím bấm như là nghe thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, tăng giảm âm lượng này. Đặc biệt là bên này chúng ta có tính năng ga tự động cruise control. Đấy, cruise control nhá. Với mức km thì các bác có thể thấy là xe dừng ở mức 8.2, được chưa ạ? À, các thông số hiển thị rất là ok. Ở đây thì chủ nhân cũ đã lên chúng ta với một cái màn hình Android ZTEC cao cấp rồi. Đó, có camera hành trình. Hệ thống điều hòa của xe thì các anh chị có thể thấy là được trang bị là hai vùng độc lập, được chưa ạ? À, nhưng các anh chị nhìn em có chi tiết tablo tapi của nó còn rất là mới đây. À, người ta đi người ta để không để lại về xước sát này. Các chi tiết các bác nhìn này. À, củ số đây, cực kỳ đẹp luôn nhá, bọc da. À, phiên bản này chúng ta sẽ có phanh tay điện tử và chế độ lái sport thể thao, được chưa ạ? À, bên này thì các chúng ta sẽ có cân bằng từ chống chấm trượt này, cài đặt Asphalt và chế độ iStop độc quyền. À, các bác có thể thấy là các chi tiết trên khu vực bằng tablo trung tâm thì nó được sử dụng nhựa mềm. Đấy, viền cửa gió điều hòa là hợp kim nhôm. Đó, rất là đẹp nhá. Và đây độ zin nguyên bản các bác nhìn cho em. Đấy, các chi tiết bản lề này. Đấy, quá ok luôn. Đấy, tapi cánh cửa thì đây. Đấy, cũng được sử dụng là các chi tiết nhựa đen cao cấp và da nhá, may chỉ tạo điểm nhấn này. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được trang bị với một kính auto, gương chỉnh điện và có cặp gương. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome nữa. Đấy, đặc biệt là với dòng xe này các bác thì thấy là nó được trang bị với loa Bose này. Rất là cao cấp. Đúng ạ, sàn da có rồi. Đây, từng con ốc bản lề này. Đấy, em Việt quay để các chúng ta thể thấy độ zin nguyên bản của xe nhé. Bao check mọi tư thế cho các bác chúng ta có thể là yên tâm khi mà các chị chúng ta lựa chọn chiếc xe này. Và tiếp tục đi về cái phần phía sau thì đây. Quý chị chúng ta có thể thấy là cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe 5 nó mang đến chúng ta với một không gian khá là rộng rãi, đủ chỗ để các bác chúng ta thể đi được 3 người lớn, đúng không ạ? À, chất lượng ghế da các chị có thể quan sát giúp em này. Đấy, tablo tapi nhá, cái chi tiết này. Trần đây, đấy, khá là sạch đẹp đấy, ghế đây đấy, rất ok luôn nhá. Nói chung là chiếc xe này thì các anh chị chúng ta về các bác chúng ta chỉ việc đi thôi. Đây các bác nhìn này đấy, keo chỉ đây chạ, từng lốc vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, tapi cánh cửa này. Đây. Đó. Và các anh chị nhìn em những vết đính tán ở phía dưới ấy, anh ô tô này nó phải vuông vức nhá, nó không được méo, không được có những cái vết hàn, gò hàn. Đấy, chúng ta phải kiểm tra đây này, các anh chị cũng nhìn giúp em này. Đấy, nó phải vuông vắn như này thì nó sẽ chứng tỏ là xe không bị đụng bị va chạm. Và tiếp tục thì chúng ta có thể đi cùng em sang bảng tapi cánh cửa bên phía này nhá. Đây, mở cái cho các chị ta quan sát này. Đấy, con này rất đẹp luôn. Nói về nội thất bên trong thì không chê được các bạn, không chê được nhá. Đấy, các chị nhìn cho em keo chỉ này. Đó, rất là tuyệt vời. Đúng không ạ, ghế này căng đét luôn. Đúng chưa ạ? Đó, từ cái móc khóa. Đó, vào đây. Đấy, loa bầu hẳn hoi nhá, rất là ok đúng không ạ? Đây, các anh chị nhìn xem này, keo chỉ này. Đấy, tablo nhá, tablo của nó như em nói là nhựa mềm. Để chúng ta ấn vào lỗ lõm, việt cửa gió điều hòa hợp kim. Đấy, các chi tiết các bác thấy rất là xuất sắc, tem mác đầy đủ hết này, được chưa? Và vậy thì đó là cái phần nội thất của chiếc xe 5 thực sự là còn rất là đẹp. Và bây giờ thì em Việt sẽ mở nắp capo, chúng ta quay khoang động cơ của xe nhá. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 2.0 Skytip. À, em Việt đang để nổ mạnh nhưng các bác thấy là máy nổ rất êm. Và con này thì em bao zin cũng bắt từng con ốc, được chưa? Kể cả gioăng mặt máy luôn. Đấy, dàn mặt dàn cò luôn. Thì các chúng ta thể yên tâm nhá. Bao cái check test này, các bác nhìn cái đường mép đèn của nó này. Đấy, các chi tiết cabo này, không một tí vết luôn này.
máy nổ nó quá êm luôn. Đấy, cái chi tiết các bác nhìn giùm em này. Đấy, những lỗ tròn trên capo này. Qua đây mở luôn bác cái lắp máy ra này. Đấy, để các chị ta thì keo zin này. Đấy, cái này nó hơi bám bụi ở cho cái nỉ cái gầm nó ấy xuống nhá. Còn lại các bác phải thấy là tất cả tình trạng là nguyên zin nguyên bản hết. Đó, các chị ta mua này về thì đi cực kỳ là yên tâm. Đó, máy này ra máy các bác nhìn em nó còn tươi màu như này. Đấy, capo này. Đấy, các chi tiết nhá. Đấy, xuất sắc luôn. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Mazda CX-5 2016 phiên bản 2.0 đang có mặt tại showroom của em Việt. Quý anh chị làm tay yêu mến mà quan tâm tới chiếc xe này thì xin mời các bác chúng ta trực tiếp liên hệ cho em theo số hotline là 0947 59 8859 để em hỗ trợ và tư vấn cho các bác cụ thể về thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc CX-5 này, đúng không ạ? Và một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất các anh chị nhé.